các bạn, hiện tại trên tay mình đây là có một thanh 20kg và 40kg. Và thanh này là 30kg nha các bạn. Giờ mình sẽ để lên bẻ phần cây trước. Giờ mình sẽ bẻ thử thanh 20kg nha. Nó nhẹ luôn. Rồi tới tới 30kg. Rồi đến thanh 40kg. Cậu Ken thử thách thanh 40kg nha. Quá dữ. Wow. Rồi Hải Nam thử thách 20kg có được mấy cái? Bốn cái hả? Năm rồi. Sáu. Thôi đuối rồi được rồi. 9 luôn. 10 à. Wow, quá dữ rồi, cậu Ken thử thách 40kg có được bao nhiêu cái? 9 10. Rồi, đầu qua chào tạm biệt các bạn đi Hải Nam. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Wow, clip này quá hay.